Bằng Ngô xem review không quên chưa bằng. Một cái máy may đang hoạt động, một bóng đen hiện lên, anh chàng to con nổ nhiều phát súng, một mũi tên bắn ra xuyên thủng mặt anh ta. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu bộ phim Thiện Ác Đối Đầu 2 được phát hành năm 2018. Trên chuyến xe lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ, một người đàn ông râu rậm, đeo kính đang đọc sách, một người đàn ông khác đứng dậy khỏi chỗ ngồi, di chuyển về hướng căng tin của tàu, người đeo kính hướng mắt nhìn theo, đoàn tàu vẫn lao nhanh trong màn đêm, đẩy từng lớp cửa, tiến vào căng tin, yêu cầu bồi bàn một xót rượu, anh bồi trả lời bằng tiếng Thổ khiến anh không hiểu. Gã giống người vừa cùng toa với anh tiến đến mời anh một chén. Anh hỏi hắn muốn tìm một kẻ đã bắt cóc chính con gái ruột của mình. Hắn trả lời không biết gì cả và trở về lại chỗ của mình. Anh bắt đầu bấm đồng hồ, cởi bỏ kính, làm cho mình một hớp rượu trước khi bắt đầu một cuộc chiến. Bọn tay sai của gã khi nãy tiến đến, tạt một chén rượu vào mặt tên thứ nhất. Tên thứ hai bị tách trà phang vào đầu. Tên thứ ba định dùng dao đâm nhưng bị anh tóm được, đâm ngược vào ngực hắn ta. Đi đến chỗ gã cầm đầu ngồi, mặt mày tái nhợt, hắn đang run lên. Anh bấm đồng hồ, cởi mũ và nói, có hai loại đau đớn trên đời, nỗi đau về thể xác và nỗi đau về tinh thần, mày sẽ phải chọn một. Anh là Robert, nhân vật chính của phim, tạm gọi là anh Ro. Nghề nghiệp chính của anh là lái xe Grab. Công việc không làm giàu được, nhưng đủ miệng ăn và cần nhất là che giấu thân phận thật sự của mình. Căn hộ nơi anh sống nằm ở rìa thành phố, nơi sinh sống của nhiều người dân nhập cư. Người anh vừa chào là một cô gái đến từ Trung Đông, người hay cho anh rau để cải thiện bữa ăn của mình. Phòng của anh khá sạch sẽ, anh ngồi trên ghế sofa, hồi tưởng về những kỷ niệm với cô vợ quá cố của anh. Chuyển cảnh đến thủ đô Bruxelles Bỉ. Đặt chùm chìa khóa lên bàn, người đàn ông cởi bỏ bộ vest và tiến vào phòng ăn. Trên bàn ăn, bỗng thấy vợ mình đang ngồi với sự sợ hãi và thoáng chút máu chảy trên khuôn mặt. Trong góc tối, hai gã đàn ông xuất hiện, nắm lấy cổ cô gái và nổ tiếng súng vào đầu kết liễu cô ấy. Tiếp đến chúng bắt người chồng, dùng súng bắn vào họng và tạo hiện trường giả tự sát sau đó. Chuyển cảnh, một người đàn ông dìu một cô gái lên xe của anh Ro. Anh ta đưa thẻ quẹt phí và dặn anh lái xe đưa cô gái về an toàn. Thoáng nhìn qua gương, thấy dáng vẻ của cô gái như vừa trải qua một cuộc giao hoang trái phép, anh quyết định làm một điều mà lương tâm mình cho phép, quay lại căn phòng khách sạn, nơi anh vừa đón cô gái, mở cửa cho anh là một thanh niên bảnh bao, lấy lý do thẻ bị lỗi không thanh toán được, anh được tên thanh niên trẻ đưa một thẻ khác để thanh toán. Anh hỏi hắn ta có biết tên và tình trạng cô gái bây giờ như thế nào không, sau câu trả lời là đéo, hắn ta quay về phía cửa để khóa nhốt anh Ro. Anh bình tĩnh quan sát tình hình xung quanh, số lượng tên trong phòng và bắt đầu bấm đồng hồ. Tên thứ nhất định đánh lén, anh chụp lấy tay bẻ ngược, dùng thẻ tín dụng quẹt một đường lên trán, hạ gục gã. Tên thứ hai vùng nắm đấm, bị anh tóm cổ vặn ngược cẳng tay. Tên thứ ba bị một xúc vào ống đồng, tiện thể anh vặn nhẹ cổ. Tên thứ bốn có vẻ to khỏe, tưởng như trận đấu kéo dài hơn một chút, nhưng không, anh nhanh chóng cho lỗ mũi hắn ăn trầu. Bấm đồng hồ kết thúc. Tên cuối cùng là tên đã dìu cô gái vào xe taxi, là người mới nhập hội, anh Ro nhân đạo. Hắn ta chỉ bị bẻ gãy hai ngón tay chứ không đổ máu như những tên kia. Cảnh chuyển đến Brasser, Bỉ, tại căn phòng nơi xảy ra án mạng. Susan đang xem xét, tìm chứng cứ, những manh mối có thể điều tra vụ án. Cùng với đây, đồng nghiệp của cô và cũng là đồng đội cũ của anh Ro. Cả hai không nghĩ vụ án mang rợ này là kết quả của vụ giết vợ và tự sát của người chồng. Rời khỏi hiện trường, cả hai quay về khách sạn, họ trò chuyện về dữ liệu ngân hàng, thư từ, giấy tờ, email của người chồng, tất cả đều không có gì bất thường. Susan và Dave vào thang máy lên tầng, thang máy dừng tại tầng 16. Hai gã đàn ông bước ra trước, Susan chào tạm biệt Dave và bước về phòng của mình. Có ánh mắt theo dõi cô từ phía sau, đang loay hoay mở cửa, cô bị gã trong thang máy đẩy mạnh vào, đầu đập vào tường đổ máu. Sau cuộc vật lộn, đấu tranh giành sự sống với hai tên côn đồ to khỏe không thành công, cô bị chúng cho ngấm gà quả thân. Trong khi anh Ro đang ngắm công việc sơn tường của cậu da đen, anh nhận được điện thoại, là cuộc gọi từ Ryan, chồng của Susan. Ông báo tin cho anh về cái chết của vợ mình. Anh Ro về nhà, trong hộp nhựa là một cái điện thoại Sony và một quyển sổ ghi chép mà anh thu thập được. Gỡ SIM ra khỏi điện thoại, cắm vào máy tính để trích xuất dữ liệu nhằm điều tra xem những gì đã xảy ra. Những thứ nằm trong điện thoại của Susan. Tại một căn phòng tối, tiếng nhạc ồn ào, hai tên dân chơi đang bay lắc khi phê thuốc. Tên đầu xù tìm thấy một chiếc điện thoại, có chuông điện thoại đến, hắn bấm nghe, tiếng nổ vang lên, một quả bom phát nổ, cả căn nhà bị phá một cách nhanh chóng. Phía ngoài, một tên lạ mặt theo dõi căn nhà. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã lên xe đi cùng đồng bọn rời khỏi. Đài báo về một cơn bão đang đổ bộ về hướng bắc. Anh Ro đang ngồi ghế sofa xem lại dữ liệu camera hành lang khách sạn nơi Susan chết. Anh lại xem các hình ảnh về vụ án mạng của Susan. Theo dõi camera tại thang máy, anh phát hiện điều kỳ lạ, những tên du côn chủ động nhấn tầng 6 trước Susan. Anh Ro gặp Dave ở công viên, khi Dave đang chạy bộ, anh nói chuyện với Dave. Dave là đồng đội 7 năm với anh. Anh Ro kể về căn nhà bên bờ biển. Anh đã mua căn này. Trước đây, anh hay đưa vợ con đến chơi vài lần một năm. Anh hỏi Dave còn giữ liên lạc với đội sát thủ cũ của mình hay không. Tiếp đến anh nói về chuyện thang máy, nghi ngờ có kẻ chủ mưu giết Susan. Báo cáo khám nghiệm tử thi về vết đâm 2mm dưới xương sườn thứ ba. Kỹ thuật đâm chiến lược của dân chuyên nghiệp, những thứ mà anh Ro và Dave đã từng được học. Anh nhờ Dave tìm thêm thông tin về vụ án của Susan. Anh lại xem ảnh vụ án cặp vợ chồng bị bắn chết, tưởng tượng về cách thức tự sát. Anh nghi ngờ cả hai đều bị giết bởi một nhóm hung thủ, không phải vụ án giết vợ rồi tự sát. Anh gọi điện cho Dave, nói về nghi ngờ của mình trong vụ vợ chồng bị giết. Hung thủ là kẻ thuận tay trái, buộc ở hiện trường là của găng tay cao su. Dave nói tìm thấy 20.000 euro trong căn hộ của hai tên đeo ba lô. Anh Ro nói trong đội đây có một tên cảnh sát bẩn. Susan sắp tìm ra hung thủ trong đêm hai vợ chồng bị bắn. Đó là lý do Susan bị giết. Anh Ro chở một gã mồng râu đầu trọc ra sân bay. Nhìn qua gương, anh thấy có điều bất thường.
anh đã lái xe ngược hướng đi sân bay, nhưng dường như gã đầu trọc không quan tâm, tức thì hắn rút dao ra định đâm anh. Anh thẳng đòn, vừa lái vừa hạ gã râu quai nón. Kết quả, hắn ta bị anh bắn 3 phát kết liễu vào đầu. Mở khóa điện thoại của hắn, anh phát hiện một số thông tin đã bị mã hóa. Anh quyết định tiêu hủy chiếc xe và cả xác của gã quai nón. Chuyển cảnh, một người đứng trước nhà đây nhìn chằm chằm về anh ta, ra là anh Rô. Anh ta được vợ đây mời vào nhà. Dave có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh, người đội trưởng cũ của mình. Vợ và con Dave đã rời đi, chỉ còn lại hai người trò chuyện. Anh đưa Dave cái điện thoại, kể về chuyện bị ám sát hụt hôm trước. Điện thoại đã được mã hóa kiểu quân đội, anh nhờ Dave tìm hiểu. Anh gọi một số điện thoại đã lấy được từ điện thoại của gã mồm râu. Điện thoại của Dave bất ngờ rung, nhưng anh ta không nghe máy. Có vẻ anh Rô đã phát hiện được nhiều thứ liên quan đến đồng đội cũ của anh ấy. Dave tự thú, 3 tháng sau khi chính phủ giải tán đội của anh Rô, Dave và các chiến hữu tách ra lập nhóm riêng với nhiệm vụ ám sát được chỉ thị qua những mảnh giấy và mức giá hậu hĩnh kèm theo. Dave nói về Susan, vì kém may mắn nên đã bị giết. Susan vô tình biết hợp đồng ở Bruxelles là một quá trình được thực hiện của tổ chức. Dave đã kết liễu Susan bằng một nhát dao. Ari, Resnick, Kovac, tên của những đồng đội cũ của anh Rô và Dave. Anh và Dave bước ra ngoài gặp họ. Anh đe dọa sẽ giết từng người một vì đã hạ sát Susan. Bạn thân của anh có một cuộc gọi cho Brian. Ông ấy bảo sẽ đem một số tin tốt lành đến vào ngày mai. Hai tên cầm súng đến nhà của Brian, chúng phá cửa vào. Brian ở trên nhà thủ sẵn một khẩu súng săn. May mắn anh Rô đã có mặt kịp thời, đưa Brian đi trốn. Hai tên sát thủ lục lọi từng phòng. Anh đưa Brian trốn thoát bằng xe ô tô, đưa ông ta ẩn náu tại một nhà nghỉ. Anh nói với Brian chúng là kẻ đã giết Susan và ông sẽ là mục tiêu tiếp theo của chúng. Cảnh quay tại nhà của anh Rô, cậu da đen đang sơn lại căn phòng tại nhà ông ấy theo yêu cầu. Một kẻ da pizza mặc áo mưa bước vào. Cậu đang gọi cho anh Rô, bỗng nghe tiếng chó sủa liên tục, bảo cậu ra cửa sổ nhìn. Cậu da đen nói thấy có một người da pizza đến. Hai tên sát thủ cầm súng tiến lên từ từ qua camera gắn trước nhà. Anh Rô thấy một kẻ đang cố mở khóa của nhà ông ấy. Anh chỉ dẫn cho cậu da đen căn phòng bí mật, vào phòng ngủ, thấy tủ sách, tìm cuốn sách theo lời nói của anh, kéo nó ra sẽ thấy một cái nút, nhấn nút để vào căn phòng bí mật, vào trong và đóng cửa lại. Tên sát thủ đây bước vào cùng với gã mồm lông. Hắn mở khóa phòng của anh, không thấy ai. Hắn ta mở tủ sách nơi mà cậu da đen trốn, dò tìm từng cuốn sách. Tên mồm lông bỗng nhìn vào cậu, cậu ta sợ muốn tè ra quần. May thay, đó là gương hai chiều, ở trong nhìn rõ ra ngoài, nhưng ở ngoài chỉ như một chiếc gương bình thường. Đây dò tìm thứ gì trong gương, hắn ta thổi hơi vào và đánh dấu trên gương, chuẩn bị nhắm bắn. Chuông điện thoại chợt vang lên, là anh Rô đã gọi. Anh ta đã cứu mạng của cậu. Dave đe dọa, nhưng anh không sợ hãi, nó sẽ đến một nơi. Dave nằm trên giường của anh Rô, nhìn lên bức tranh đang treo trên tường. Dave chợt nghĩ ra nơi mà anh Rô sẽ đến. Cậu da đen hoàng hồn chui ra ngoài. Hai tên sát thủ có vẻ đã đi, nhưng không, khi cậu bước ra mở cửa, tên mồm lông xuất hiện cùng với Dave. Cậu ta đã bị tóm. Thành phố nơi anh Rô tiến vào đang bị cơn bão hoành hành. Lấy lý do kiểm tra một số thứ bên trong, anh nhanh chóng được cảnh sát cho qua. Nhiều chiếc xe đang cố chạy ra khỏi vùng có bão. Vào trong thị trấn, anh lùi xe vào một căn lều lớn. Có vẻ cái lều này không hẳn là nơi trú ẩn an toàn cho chiếc xe, nhưng có còn hơn không? Phía đằng sau, bè lũ của Dave cũng đang tiến vào nơi này, bị cảnh sát chặn lại. Không giống với nhân vật chính, hắn ta rút súng tiễn anh cảnh sát về trời. Xe bọn chúng đang tìm kiếm căn nhà của anh Rô, đổ xe ở một nơi ven đường. Cả bốn tên đều bắt đầu cho một cuộc săn lùng. Tên Dave trèo lên một tòa tháp cao nhất, tiện để quan sát và truy dấu vết của anh Rô. Tên mồm lông phát hiện một căn nhà kho bị mở khóa, hắn ném lựu đạn gây choáng rồi tiến vào. Trong khi tìm kiếm, hắn thấy một vật gì đấy nằm dưới đất, cúi xuống kiểm tra. Một luồng sáng chiếu vào, phát hiện ánh sáng phát ra bên dưới chiếc máy may đang hoạt động. Hình bóng của anh Rô chợt hiện lên. Tên mồm lông vội nổ súng, nhưng anh Rô bất ngờ từ vị trí khác bắn một mũi tên bằng thép, ghim mặt và cơ thể tên mồm lông lên tường. Tiện thể, các bạn có thể cho mình biết loại súng này là loại súng gì không? Tên thứ nhất đã bị chết. Đến tên thứ hai, hắn chậm chậm tiến đến bờ kè, nơi có những cơn sóng lớn đánh ập vào. Đang xem xét một bức ảnh dán trên tường, hắn bất ngờ bị một nhát dao đâm vào bụng, những nhát tiếp theo chém vào vai, vào ngực và cuối cùng là cổ. Phát hiện một vết máu, tên thứ ba thông báo cho tên đây có thể anh Rô đang ở trong căn nhà này. Đạp cửa vào một căn nhà khác, anh Rô lấy một con dao rạch những bao bột mì, bật quạt lên để tạo ra điểm mù thay cho lựu đạn khói. Tên thứ ba tiến vào trong căn nhà, nơi có những vệt máu trải dài trên bậc thang. Thấy hắn tiến vào, anh Rô xông ra dùng khẩu súng trường bắn vào đỉnh tòa tháp, nơi mà Dave đang nằm quan sát, ném một quả lựu trắng vào. Căn nhà bỗng chốc nổ tung, tên sát thủ thứ ba đã gần như đã chết, với lục phủ ngũ tạng đã phơi bay cả ra ngoài. Như vậy thì các cụ cũng hết gánh nổi rồi. Trong cốp của một chiếc xe, cậu da đen đang bị trói, còn Dave thì nhắm bắn vào chiếc xe ấy, mục đích dụ dỗ anh Rô ra ngoài. Đang di chuyển vị trí để tìm anh Rô, hắn bất ngờ bị một cơn gió mạnh hất tung về phía sau. Định thần cầm súng, với vẻ mặt điên cuồng tìm anh Rô, một bất ngờ lại đến với hắn. Anh Rô ở phía sau đánh văng khẩu súng của hắn, cả hai lao vào đánh nhau, chiến đấu ở một vị trí cao. Dưới thời tiết bão bùng như này thật là đáng quan ngại. Hiệp thứ 69, hắn kẹt cổ anh Rô, nhưng bị anh thoát bằng chiêu móc mắt quyền. Tiếp đến, anh Rô liên tiếp chém lên người của hắn những nhát dao vào những vị trí nguy hiểm của cơ thể và knock out bằng nhát rạch chí mạng ở gáy, tiện chân đạp luôn thằng cờ hó này xuống biển. Thành công cứu được cậu da đen, có lẽ cậu cần phải thay một cái quần mới rồi. Kết phim, anh Rô quay trở lại căn nhà ngày xưa anh từng ở, một phần vì muốn tránh xa cuộc sống xô bồ thành phố, một phần vì muốn ôn lại những kỷ niệm đẹp, thứ mà anh đã từng trải với người vợ quá cố của mình. Mình là Bỏng Ngô, hẹn gặp lại các bạn trong những video tóm tắt khác. Xin chào.